chúng ta sẽ gặp gỡ với hai cặp đôi mà họ là những người bạn rất thân ở ngoài đời, hiểu nhau, tương thông tương ý với nhau. Và khi đến với chương trình này, khi bị xé lẻ ra, họ sẽ phải làm sao vượt qua thử thách để trở về với nhau. Chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem cặp đôi đầu tiên đến với ngày hôm nay là ai. Ở ngoài đời cũng giống như là trên sân khấu Thành với Phi, thực sự rất ăn ý với nhau. Lúc khi nhìn thôi là làm biết đứa này muốn biết cái gì rồi đó. Nên mà khi mà bây giờ tách ra thì cái cảm giác của Thành á, nói chung là hơi hụt hẫng nhưng mà rất là háo hức. Phi cũng đang muốn biết là những thử thách mà dành cho hai đội của Phi và Thành như thế nào đây. Nhưng mà cái điều mà Thành háo hức có nghĩa là hậm hực rạo rực luôn đó, có nghĩa là Thành sẽ được ghép đôi một trong hai người đẹp, đó là cái điều mà Thành mong chờ nhất. Đối với Thành, quan điểm về tình yêu rất là đơn giản thôi, đó là sự chân thật từ cả hai phía. Thật đó là điều cần nhất trong tất cả mối quan hệ trong cái gì tình yêu. Như là lớp 3 mình phải 8 tuổi gì đó sắp đổ. Nói chung là gấu, nhìn gấu lắm, nhìn rất là khó tiếp xúc. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì mới biết được Phi rất là yếu đuối, mong manh và dễ vỡ. Lần đầu Phi gặp là Thành thì Phi ghét, chứ không hiểu tại sao nữa. Nói chung trong mắt Phi không có gì tốt đẹp về La Thành hết. Mấy mũi nè, chạy chừng bất kỳ tình huống nào. Và thứ ba nữa là bấm điện thoại. Chuyên môn là chọc phá Thành trong tất cả những cuộc chơi. Wow, giờ mà hỏi nào Phi mới suy nghĩ là như La Thành không có bất kỳ một ưu điểm nào hết. Phi rất là kinh thật. Phi rất thẳng tính, Phi là Phi hơi nóng tính luôn á, nghĩa là thấy sai là cứ nói, thấy sai là cứ nói. Đó là cái điều mà Thành thích nhất ở Phi. Cạo râu đi, tại vì lúc mà bạn cạo râu á, nhìn bạn rất là đẹp trai. Ok, thế luôn luôn là Thành giống như những ngày đầu tiên mà Phi gặp. Vì vậy đó là cái hình ảnh đó là phiên bản là Thành được gọi như tươi tuyệt. Phi mong muốn cái điều đó thay đổi chút xíu nữa. Hãy cùng chào đón cặp đôi đầu tiên Hoàng Phi La Thành. Mấy đứa ráng kiềm chế chút. Nãy giờ anh ca ngợi dữ lắm, anh nói cặp đôi bạn thân, đồng đội chiến hữu này kia vừa bước ra em kêu nó em để em ra trước, nó cứ giành giành hoài. Không có đâu, dạ mà thằng em thân phải không? Thân thằng ngốc này thân quá, thân cái nào cái nấy muốn nám phổi luôn vậy đó. Anh hỏi hai em chút xíu, ngoài là trong công việc ra là diễn chung sân khấu với nhau ra, thì bên ngoài đời hai em gắn kết với nhau làm sao hả? Tụi em hay nhắn tin cho nhau. Dạ, hay nhắn tin. Cái thời điểm nhắn tin mà mình cảm thấy mình thoải mái nhất là vào lúc nào vậy em? Dạ, tầm khoảng 4 giờ sáng. Tức là hai đứa thức tới 4 giờ sáng nhắn tin cho nhau. Giờ nào mà khó chịu như của bạn đó là cái giờ thoải mái nhất của em. Hỏi là giờ đó là mấy giờ thôi, này trả là 4 giờ các em đi ngủ.